World Cup 2022, bất ngờ những món quà nhỏ cho cổ động viên dự lễ khai mạc. Nước chủ nhà World Cup 2022, Qatar thể hiện sự chu đáo khi chuẩn bị hàng chục nghìn túi quà dành tặng người hâm mộ đến sân theo dõi lễ khai mạc. Bên cạnh thưởng thức những tiết mục nghệ thuật hoành tráng và ý nghĩa, người hâm mộ đến sân Al Bayt theo dõi lễ khai mạc cũng như trận mở màn World Cup 2022. Giữa Qatar và Ecuador còn nhận thêm niềm vui. Khoảng 60.000 túi quà được ban tổ chức đặt hoặc treo sẵn ở mỗi ghế ngồi nhằm dành tặng cho tất cả khán giả. Theo chia sẻ từ một số cổ động viên có mặt trên khán đài Al Bayt tối ngày 20 tháng 11, túi quà chứa nhiều món quà nhỏ giá trị và ý nghĩa. Cụ thể, phần quà mà cổ động viên với tài khoản Wahid 1196 nhận được gồm có áo phông, khăn, nước hoa, tượng logo World Cup 2022. Trong khi một số cổ động viên khác nhận được phần quà gồm trái bóng, bình xịt giảm đau, ba lô và nhiều hình dán sticker, linh vật lây bùa World Cup 2022. Sau lễ khai mạc và trận đấu mở màn, người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới sẽ còn tiếp tục được tận hưởng 29 ngày ăn và sống cùng trái bóng Al Wilaya.